Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng TOEIC tập 8. Từ đầu tiên các bạn đọc là a appreciation. Ở đây nó có hai trọng âm. Trọng âm thứ nhất là ở chữ re, và trọng âm thứ hai ở chữ a. Tuy nhiên cái trọng âm thứ hai này là cái trọng âm chính các bạn ạ. A các bạn nhé. Từ này các bạn đọc nhanh là appreciation. Đây là danh từ, nó có nghĩa là sự cảm kích. Appreciation. Cái chỗ pre các bạn có thể xuống pre cũng được, thì cái độ chính xác của nó cũng giảm đi một chút thôi. Các bạn có thể đọc là appreciation hoặc là appreciation. Các bạn nhớ chữ C này này, chữ C này các bạn nhớ xuống giọng một chút, để nó nhằm mục đích nó nhấn mạnh cái chữ A này. Tại vì A này là cái từ trọng âm chính. Appreciation, các bạn nhớ nhá. A nó phải to hơn những cái âm khác. Appreciation. Ở đây cái chữ sờn các bạn có thể đọc là sờn hoặc là sờn, tức là đọc thành âm ở hoặc là âm ơ nó đều được. Appreciation hoặc là appreciation, cả hai cách đều đúng. Cụm từ tiếp theo, cụm từ này các bạn đọc là be made of. Nhưng mà khi chúng ta đọc cả cụm từ này thì chúng ta nên nối chữ made với of thành made of. Khi nối thì chúng ta đọc như thế này: be made of. Đây là cụm động từ, nó có nghĩa là làm bằng cái gì. Be made of. Nếu như các bạn không quen nối thì các bạn có thể tách nó ra cũng được. Tách nó ra thì nó như thế này: Be made of. Tuy nhiên nó thiếu đi sự tự nhiên các bạn ạ. Tại vì trong câu chúng ta đọc thì chúng ta nói cái mức độ tự nhiên nó cao, nên chúng ta thường thường nối để cho nó trôi chảy. Nên các bạn cũng nên tập nối chỗ này: be made of. Và kết thúc bằng âm V. Các bạn cứ lưu ý cái chữ of, mặc dù nó kết thúc bằng âm F trong cách viết, nhưng mà trong cách đọc thì nó là kết thúc bằng âm V. Be made of. Chữ B này, âm I này các bạn cũng nên kéo nó ra một tí. Be made of. Cụm từ tiếp theo, cụm từ này thì cách đọc y chang cách viết, đọc là bring in. Đây là động từ, cụm động từ nó có nghĩa là tuyển dụng, dẫn tới. Bring in. Ở đây các bạn cũng có thể nối cũng được, có thể nối chữ ngờ này với chữ in thành là bring in. Tuy nhiên nếu như các bạn nối thì trong câu có khi là cũng nhầm lẫn. Tiếng Anh nó có một đặc điểm là trong câu có cái chỗ nối thì nó lại giúp cho người ta hiểu rõ hơn, mà có chỗ nối thì thỉnh thoảng lại gây ra nhầm lẫn. Thì cái chỗ này các bạn có thể tách nó ra cũng được. Đọc là bring in. Chữ in này các bạn nhớ kết thúc bằng âm N cho nó hay hơn. In, bring in. Đây là cụm động từ, nó có nghĩa là tuyển dụng, dẫn tới. Từ vựng tiếp theo các bạn đọc là casually. Ở đây trọng âm của nó là âm kha, trọng âm là âm đầu tiên. Còn dù ở khi chúng ta đọc nhanh thì nó giống như là rùa các bạn ạ, như kiểu nó nối lại với nhau đấy. Casually. Đấy, khi đọc nhanh thì chúng ta nghe như vậy, mặc dù khi phân tích nó ra thì nó là casual, nhưng mà khi đọc nhanh thì là casually. Đây là trạng từ, nó có nghĩa là bình thường, không trịnh trọng. Casually. Từ này các bạn đọc là cold, âm này âm O các bạn nhé, và kết thúc bằng âm D. Cold. Đây là danh từ, nó có nghĩa là quy tắc, luật lệ. Cold. Từ này các bạn đọc là expose, nó kết thúc bằng âm Z hoặc là âm S.
Nếu như các bạn có thể đọc là âm sờ, âm giờ thì nó đúng hơn. Còn nếu không thể đọc âm giờ thì các bạn đọc là âm sờ, thì cái độ chính xác của nó cũng trên 95%. Expose, các bạn nhớ x phải có âm sờ đấy nhé. X, expose, expose, expose. Đây là động từ, nó có nghĩa là phơi bày, bộc lộ. Expose, expose. Từ này cách đọc thì cũng gần giống như cách viết, đọc là glimpse, sờ, kết thúc bằng âm p và âm sờ mà nhé. Khi đọc nhanh là glimpse, glimpse, glimpse. Nó hơi khó khi mà nó kết thúc bằng âm p và âm sờ, vì vậy chúng ta có thể bỏ qua âm p cũng được, chúng ta kết thúc bằng âm sờ luôn. Âm sờ này nó quan trọng hơn. Glimpse, glimpse. Ở đây là danh từ, nó có nghĩa là cái nhìn lướt qua. Glimpse, glimpse. Nếu các bạn đọc chậm hơn thì các bạn đọc chữ p ra cũng được, p âm gió xong kết thúc bằng âm sờ âm gió luôn. Glimpse, glimpse, glimpse. Cụm động từ này đọc là out of. Khi nối lại thì chúng ta có thể nói là out of, out of. Nhưng mà cách nối phổ biến hơn là khi nối chúng ta chuyển cái chữ âm T này thành âm D luôn. Chúng ta đọc là out of, out of. Đây là cụm tính từ, nó có nghĩa là hết, không còn. Out of, out of. Từ này các bạn đọc là out, dated. Khi đọc nhanh là outdated, outdated. Nếu như mà muốn chính xác hơn thì các bạn nên có âm T ở đấy, outdated, outdated, và kết thúc bằng âm D cuối các bạn nhé, outdated. Tuy nhiên trong câu thì các bạn có thể nói là outdated, outdated. Đây là tính từ, nó có nghĩa là hết hạn, lỗi thời, lạc hậu, cổ, hiện nay không còn dùng. Outdated hoặc là outdated, outdated. Từ này thì các bạn thấy thường xuyên, đọc là practice. Các bạn nhớ là âm sờ các bạn nhé, kết thúc bằng âm sờ, practice, practice. Ở đây trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, prag, prag, xuống giọng âm cuối, practice. Các bạn nhớ là pr, pr các bạn nhé, practice. Âm p đây là bắn hơi, pr, 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 practice. Ở đây nó là danh từ, nó có nghĩa là thực hành, rèn luyện. Practice. Từ tiếp theo các bạn đọc là reinforce. Reinforce, kết thúc bằng âm sờ. Ở đây trọng âm của nó là âm đầu tiên, re các bạn nhé. Lên giọng âm đầu tiên, re, và trọng âm của nó nằm ở hai chỗ. Đó là chữ re và chữ force. Nhưng mà trong âm chính là âm force các bạn nhé. Chữ re này nó hơi nhỏ hơn âm force một chút. Reinforce, reinforce. Đây là động từ, nó có nghĩa là tăng cường, củng cố. Reinforce, reinforce. Từ tiếp theo các bạn đọc là verbally. Trọng âm ở đây rơi vào âm đầu tiên, âm ver, verbally. Verbally, verbally. Đây là trạng từ, nó có nghĩa là bằng miệng, bằng lời nói. Verbally, verbally. Chữ ver này các bạn có thể kéo ra một tí, ver, ver, verbally, verbally. Cái chữ này mặc dù nó có âm a và âm l, tuy nhiên các bạn cứ đọc là bờ các bạn nhé, bởi vì cái âm này nó không quan trọng lắm, nên chúng ta đọc là bờ luôn. Verb, verb. Và âm cuối ghi là ly thì đọc là ly. Verbally, verbally. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.